Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay Thu Hà sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng một mẫu siêu phẩm Exciter 155 sơn 3D màu xanh lá cây. Cái màu xanh này là Hà nghĩ chắc mấy bạn chưa thấy lần nào đâu. Tại vì bên Hà mới độ lên lần đầu thôi mà Hà thấy cũng chưa có chỗ nào độ lên hết á. Phía đầu xe có thêm cái số 79 thì theo Hà được biết cái số này là tượng trưng cho cái sự may mắn, tài lộc gì đó. Nên là bên Hà rất là hay độ cái đầu xe có cái số này. Nhiều khách rất là thích ha. Và phía trước cũng thiết kế tem đơn giản thôi, có chữ Racing nè, Exciter nè. Nói chung là cái này là mẫu ở bên Hà tự chế đó, nên nhìn chắc chắn là các bạn sẽ không có đụng hàng đâu ha, yên tâm nha mọi người. Và phía bên hông cũng có thiết kế tem rất là ấn tượng ha, những hình khối cắt rất là đẹp. Cái này thì giấy tờ sẽ ra là màu xanh đen nè, và phiên bản này là phiên bản chìa khóa. Nhưng mà ví dụ bạn nào thích cái màu này mà phiên bản khóa thông minh thì bên Hà cũng có nha. Ví dụ như bản chìa khóa này màu 3D á, thì đang có giá khoảng 43 triệu 500 ngàn nha. Còn nếu mà bản khóa thông minh là 46 nha cả nhà. Và nếu bạn nào mua góp thì mình trả trước tầm khoảng 7 triệu đối với cái màu này. Còn những cái màu cơ bản của dòng Exciter 155 mà bản chìa khóa thì chỉ có 41 triệu 500 ngàn thôi nè. Và mình trả trước khoảng từ 5 triệu là có xe rồi. Nói chung là bây giờ Exciter 155 giá rất là mềm và rất là tốt so với cái thời điểm mà nó mới vừa ra. Bây giờ sẽ dao động từ 41 triệu 500 ngàn cho tới 48 triệu. Và mua góp chúng ta sẽ trả trước từ 5 triệu tới 10 triệu tùy theo phiên bản và màu sắc nha. Thủ tục trả góp ở bên Hà thì cũng khá là đơn giản thôi. Bên Hà thì có hỗ trợ cho khách 18 tuổi. Và đối với những bạn mà đủ 20 tuổi nhưng mà mình chưa có bằng lái, chưa có hộ khẩu thì chỉ cần mỗi chứng minh nhân dân là mua được xe nè. Và ngoài ra thì Hà sẽ có hỗ trợ tiền xăng cho những bạn có đặt lịch trước và ở xa tới nữa. Thì cái mức hỗ trợ của Hà sẽ dao động từ 500 ngàn cho tới 1 triệu. Với điều kiện là các bạn gọi điện trước cho Hà để đặt lịch nha. Số điện thoại của Hà là 0937 438 101. Hà có dùng Zalo số này luôn. Nếu mà bạn nào có thắc mắc gì thêm thì cứ việc inbox qua cho Hà. Và cái màu xe Exciter 155 hiện tại nó rất là nhiều màu nha. Không phải chỉ có một màu này đâu nha. Nên các bạn cứ mạnh dạn nhắn tin cho Hà để Hà tư vấn thêm cho mình. Và quan trọng là tới cửa hàng phải điện thoại cho Hà nha, thì Hà mới hỗ trợ các bạn được nha. Hôm nay thì chắc Hà kết thúc ở đây thôi. Bye bye và hẹn lại mọi người vào lần sau nha. Nhớ like, chia sẻ video cho Hà.